Nhà vườn em kính chào loài cây bonsai, chào quý cô chú anh chị yêu cây kiểng trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay đến nhà vườn em thì em có hai cây nhãn lồng, cây vú sữa, với em đem về mấy cây phôi bông trang vàng lá chung hả cô chú anh chị. Em còn số hoa giấy mới có cũ có rồi em bán giao lưu với quý cô chú anh chị ha. Số điện thoại của em 0389780342, đó là số Zalo của nhà vườn em ha quý cô chú anh chị. Rồi em vô cây vú sữa cho cô chú anh chị mình đi ha. Rồi em báo cây vú sữa chiều cao 1m7. Rồi em báo em đo như vậy ha cô chú anh chị là 1m15 ha, là một thước 15 đó. Em đo như vậy nè. Vú sữa này vú sữa hột gà ha cô chú anh chị. Em bao vú sữa này em bao là 400 km. Cây vú sữa này là vô cây số 1 ha cô chú anh chị. Yeah. Rồi số 1 này em báo với cô chú anh chị là em giá 7 triệu ha. Em bao 400 km là vú sữa hột gà. Rồi em tới cây nhãn số 2. Nhãn là nhãn lông hết cô chú anh chị. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao em báo 2,5 m đi. Em bao sống với cô chú anh chị mình 3 tháng ha. Cái lô này em bao cây lớn em bao 300 km. Nhãn này lâu đời lắm mày. Rồi em đo vị trí này 1,2 m ha cô chú anh chị. Em bao sống của cô chú anh chị ha. Nếu mà cây nó có trục trặc gì thì em cứ trả tiền lại. Cái chỗ nó cái nhánh này ha cô chú anh chị, nó tại trong nhà vườn hồi xưa người ta cắt á, cắt nó hơi trùng quá rồi em nó hơi xuống đây một tí nó làm như nó hơi khô khô vậy đó. Nữa giờ anh chị mình có mua được á thì mình móc bỏ này ha, là đẹp ha. Nhưng mà nhà em vẫn bao sống của cô chú anh chị. Cái này là nhãn nhãn lông hay cô chú anh chị, nhãn xưa đó. Em cũng bao 400 km đi. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là giá 10 triệu cây số 2. Giá 10 triệu. Em tiếp cây số 3 là cũng là cây nhãn lông hay cô chú anh chị, cây này cây phong cao ha. Em cũng có đo tham khảo rồi, em báo là 3,5 m đi. Em đo hoành thân của cây. Đây em đo hoành thân của cây là hết thước dây hết cô chú anh chị. Em đo như gì là hết thước dây. Cây này thì nó không có hư chỗ nào hết cô chú anh chị. Cái nhánh này là hồi xưa nhà vườn nó chặt nhưng mà nó đã cứng rồi. Đừng kính bầu của nó để em đo. Cây này về cô chú anh chị trồng quán cà phê nên nó cũng đẹp lắm nè. Kính bầu nó 1,5 m. Cây lông nhãn cây này cây số 3 hết cô chú anh chị. Em cũng là bao 400 km á. Em bao là sống 3 tháng. Cây này á, em báo giá với quý của chú anh chị là cây số 3 giá 11 triệu ha. Em cũng bao ship 400 km. Thì nói chung là nhà em bán bao sống của cô chú anh chị ha. Cây có trục chặt gì alo với nhà em. Số điện thoại của em 0389780342. Rồi em tiếp theo là em còn cây mai em đang ở trong chậu ha cô chú anh chị. Em cũng giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn. Dạ, cái này em báo như hoành thân của cây, tổng số cây thôi nhưng mà cái số tiền thì em giữ giá lại ha. Nếu anh chị nào có giao lưu được thì alo với em. Em báo giá trên qua điện thoại cho. Cây này em báo cao là 4 m, tán ngang 3 m á cô chú anh chị. Em bao bông ha. Đang nằm bồn luôn. Cây này thì em cái nói chung là cái bầu nó là bầu ghim luôn ha cô chú anh chị. Cái bầu của nó 1,3 m hay cô chú anh chị, nhưng mà em dâm cây này lại là em vẫn để trong bầu đất y thinh ha. Thì vận chuyển thì em bó bầu cho ok cho cô chú anh chị mình. Cây này thì em cũng vẫn bao đến nơi cho cô chú anh chị mình 400 km. Em bao bông ha. Một cốt, tại năm rồi nó bông nó không có được đạt không, em không có giao lưu, năm nay bông nhiều lắm á, nút nụ đầy đủ ha cô chú anh chị. Mai này mai ghim luôn ha. Rồi em cũng báo là em đo là có tham khảo rồi. Em đo sát như này thì 70 ha cô chú anh chị. Nếu mà anh chị mình có tới chỗ thì nói chung là coi cây nó trực tiếp dễ hơn ha. Thì em báo cái giá thì nữa qua số điện thoại với quý của chú anh chị đi. Em báo chiều cao. Chiều cao 4 m, tán ngang 3 m. Thì cây này là cây một cốt ha cô chú anh chị. Không một không thẹo không bọng ha. Số điện thoại của em thì 0389780342, đó là số Zalo của em. Nếu anh chị nào có nhu cầu nó thì đến nơi đi ha. Rồi em bao tới chỗ luôn. Đây tí xíu em cho em lại coi mấy bông. Bông nhiều lắm hả anh chị.
Nè bông dữ lắm luôn á. Tại vì này em bán là em bao bông cho cô chú anh chị mình luôn. Cái này là dây che liền được không? Bông về đây, Tết. Đây, 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 có cái bông gió nè. Đó, Tết này là bông này là em bán, cây này là em bán cho anh chị mình chơi Tết luôn á. Là em xin giữ giá lại ha, nếu anh chị nào có 8 cánh có 9 cánh, nói chung nó lộn xộn hết á. Mà này bông chùm ha. Bông chùm, bông nó là nó đẹp lắm. Năm rồi em có thấy bông nó rồi ha. Cây này em dâm năm rồi nó có bông rồi. Năm rồi em mới dâm lại thì bông nó hơi thưa chứ năm nay là bông dữ lắm luôn. Ổn rồi, cây ổn định. Dạ, rồi số điện thoại của em thì anh chị nào có muốn nhu cầu thì alo với em ha. Em báo qua số điện thoại cho. Giá tiền á. Rồi em tiếp là em còn lại mấy cây bông cha mới đem về ha. Trang vàng lá chung hả cô chú anh chị? Nói chưa đâu. Cây mai vàng là cây số 4, cây này là cây bông trang cây số 5 hả cô chú anh chị? Số điện thoại của em thì 038 9780 342, đó là số Zalo của nhà vườn em ha. Rồi em vô cây bông trang là cây số 5. Cây này là bông trang lá chung hả cô chú anh chị? Em đo như vậy đi. Em đo như vậy là 49. 49, cây này nó hơi bị lũa nha cô chú anh chị. Đây chỗ này ha. Cây này nó làm như nó hơi thú thú không đẹp. Để em đo. Em đo vị trí này là 26. Em đo nguyên cái củ của cây của bông trang đỏ lá chung hay cô chú anh chị. Cái vàng á, vàng lá chung anh nó lộn á. Rồi em đo vị trí này 71. Cây trang vàng lá chung này em giao lưu với quý cô chú anh chị giá cây số 5 ha, giá 1.700.000 em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị. Nãy nó có lũa em có nói rồi ha anh chị. Đây lũa chỗ này. Nó già, cây nãy già lắm. Cây đó, cây đẹp đó cô chú anh chị. Rồi cây số 5. Rồi em tiếp là cây số 6. Cũng là trang vàng lá chung hết cô chú anh chị. Em mới đem về được 3 cây đẹp lắm. Cây này lý do là em để cái bầu nó hơi như vậy là em bứng ở trong vườn á, em rút cái chậu ra. Em để gì luôn. Cây này chực bay hết cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đo như vậy là 52. Chực của nó rồi em đo cành bay của nó xuống đây ha. 64. Em đo thân của cây của nó. Mấy cây này xưa giá cao mà giờ dễ chơi hết. Cây này cái cây bự đó hồi xưa có vô mua nhưng mà ông chủ vườn không báo kêu giá cao quá. Hồi năm mà trang đang sốt á. Rồi em đo vị trí này 25. Em đo nguyên cái củ của cây bông trang này ha. 52. Cây số 6 hả cô chú anh chị. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 2.700.000, em ba ship tặng nhà. Cây này khoảng 3 năm về trước nè, em vô em mua là ông đòi tới 12 triệu em không mua được nè. Giờ lúc này nó cái giá thị trường nó rẻ lại em mua nó hơi rẻ. Cây số 7 hả cô chú anh chị. Cây số 7 em đo chiều cao nó 1m05. Em đo hoành thân của cây. Nó hơi nắng nó chá cô chú anh chị, xem không gõ thì nữa gọi Zalo em gọi thêm cho xem ha. Em đo vị trí này 41. Em đo cái củ của cây bông trang. Vàng lá chung hả cô chú anh chị. Em đo như vậy là 69 hả cô chú anh chị, em đo cái củ như vậy ha. Em quay một vòng. Cái này nó lên nó nứt ha, nó ra da me hết ha cô chú anh chị. Cây này cây số 6 em đo cái tán ngang của nó. Cây số 7 em nó lộn á. Rồi tán ngang của nó là 75. Cây số 7 này em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 5.500.000 em bao ship tặng nhà ha. Cây này không lũa không bọng hết cô chú anh chị. Khi nào bọng lũa thì em báo ha. Đây cái củ của nó cô chú anh chị coi giùm em ha. Cây này em cũng biết lâu lắm rồi, mấy năm nay nhưng mà mua không được nè. Bây giờ mới vô mua được, em giao lưu lại với cô chú anh chị mình. Là cây số 7 hả cô chú anh chị. Không lũa không bọng ha. Rồi em tiếp là cây qua giấy. Qua giấy cây sắc pháo ha cô chú anh chị. Cây này em cũng mới đem về. Cái dáng nó khom khom. Rồi em đo vị trí này 80, chiều nó dài như vậy hả cô chú anh chị. Rồi em đo như cái gì? 57. Em đo nguyên cái củ của nó như này ha. 80. Cây này nó cũng không có bọng không lũa hả cô chú anh chị. Khi nào bọng lũa thì em báo ha. Cây số 8. Em giao lưu với quý cô chú anh chị là em bao ship tặng nhà cho. Là cây này 4.200.000. Em bao ship tặng nhà. Cái này sắc pháo của cô chú anh chị. Cây này là cây
với Mỹ sắc pháo cây này á. Cây này cũng là cây sắc pháo luôn ha cô chú anh chị. Cây số 9. Cây này á, nó nằm trong chậu nè, nói chung em mua cũng trà mù đi. Rồi em rút ra về nhà em, hồi lúc mua thì thấy nó không có lũa chỗ này, nhưng mà đem về nhà em đục đẽo thì nó bị lũa ha. Nó lũa thì em báo lũa. Rồi em đo chiều cao 62. Em đo như vậy đây. Như vậy 59, em đo xích lên ha. Lên thân cây. 46, cái cây này cái thân của nó nằm đây nè cô chú anh chị, nó lên nó nằm trong chậu quá, nó quắn nó bò vô ha. Rồi tí nữa em đi tới chỉ cái chỗ lũa cho cô chú anh chị mình. Cây số 9. Rồi, ở chỗ này. Chỗ này nó bị lũa ha cô chú anh chị, lũa thì em nó lũa ha, nhưng mà nhà em đã xử lý keo ha. Cây này cây số 9, em bao ship tặng nhà giá 3 triệu cho cô chú anh chị. Cây này em bán lỗ vài trăm ngàn. Nó bị lũa mua lên bị lầm. Rồi em tiếp là cây số 10. Cây số 10 này cây này bữa hổm có cái anh nó muốn mua nè, nhưng mà em có nói là nó ít rễ á, nó chưa có ra mục á, em không giao lưu với ảnh. Cây này rẻ à. Giờ em thấy nó ra mục rồi em mới giao lưu lại ha. Em cũng quên số điện thoại nó, nếu anh có thấy được thì alo lại với em. Rồi em đo chiều cao nó 75. Bữa hổm thì nó chưa có ra mục cái gì hết. Rồi em đo vị trí này 67. Cây này em cũng nói ha, nó có ba cọng rễ ha cô chú anh chị, nhưng mà giờ nó đã khỏe rồi, nó có một rồi em mới giao lưu lại ha. Này cây số 10 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 2.500.000, em bao ship tặng nhà. Cây này nó cũng bị lũa. Rồi em tiếp cây số 11, cũng là sát pháo ha cô chú anh chị. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao nó 83. Qua giấy thì anh chị có chốt được thì cọc cho em vài trăm ngàn ha. Tiền vận chuyển á, em đóng tiền cước phí á. Qua giấy thì nói chung là em vận chuyển đến nơi thì nó cũng phải chạy chỗ ít đỉnh nha cô chú anh chị. Nhưng mà số nhỏ thôi. Nhiều khi cũng có mấy cây em đã giao lưu đến nơi nó bị chạy ít á. Rồi có anh chị cũng không nhận tội nghiệp cho em á. Rồi em đo hoành thân của cây. Cây này cây sắc pháo nó hai màu hả cô chú anh chị. Em đo vị trí này 82. Cây này nó cũng bị lũa ha cô chú anh chị, nhưng mà nó đã sành cứng ha, nhà em đã xử lý hết. Chứ chỗ này chỗ nó đem chỉ ha. Đây chỗ này cái nữa ha anh chị, nhưng mà em đã xử lý keo hết rồi. Cây số 11 em giao lưu với quý cô chú anh chị là giá 7 triệu em bao ship tặng nhà. Rồi em tiếp là cây số 12. Cây này cũng bị lũa hả cô chú anh chị. Số 12. Cái này giấy Mỹ hả cô chú anh chị. Chỗ em nó nắng, nếu mà anh chị xem không rõ cứ rồi alo với em đi, em bổ sung thêm cho cô chú anh chị mình coi. Rồi em đo như vậy là 1m20. Rồi em đo vị trí này 63. Em đo tuốt cái này đi. Em đo như gì dưới này là 98 hả cô chú anh chị. Cái nhánh này nó gì anh chị mình nó bị lũa, nhưng mà anh chị mình lấy ra được ha. Nó dính với nhau thôi, nhưng mà nó rời á. Cây số 12 em giao lưu với quý cô chú anh chị em bao ship ha. Em cũng bao ship tặng nhà cho là giá 8 triệu. Nhưng mà qua giấy thì anh chị có chốt được thì cọc cho em vài trăm ngàn triệu gì ha. Đằng em đóng từng cước phí á. Cây số 13. Em tiếp cây số 13. Cây số 13 này là nó cũng đẹp hả cô chú anh chị. Nó không có mục không bọng ha. Khi nào mục bọng thì em báo mục bọng ha. Cây này là cũng bầu bắt đắt ghiên đó cô chú anh chị. Cây này em cũng nói là một chục một ba đi vậy anh chị mình cứ để sao để. Rồi 84, em đo cái chiều bay của nó. 1m20. Cây này không lũa không bổng hả cô chú anh chị.
Em đo vị trí này 36. Cây này nó cũng nằm ở trong nguyên trong cái chậu em mua em rút ra nè. Em đo như vậy đi, đo tham khảo thôi. 1m17 hả cô chú anh chị? Dưới này nó vẫn còn đế dưới này nhiều hả cô chú anh chị? Nó lộn dưới này nè. Cây số 13 em giao lưu với quý cô chú anh chị cũng giá 8 triệu đi, em bao ship tặng nhà. Rồi em tiếp là cây số 14. Cái này cũng cây giấy Mỹ hả cô chú anh chị? Cây này là cây nằm ở trong chậu ha. Trong chậu nó rút ra rồi em làm về em làm bột sơ dừa. Cây thì em cũng vẫn bao cho cô chú anh chị mình 3 tháng. Rồi em đo chiều cao. Rồi em đo chiều cao nó 1m4. Em đo hoành thân của cây. Em đo vị trí này 59. Em đo nguyên cái củ của nó nằm ở trong chậu ha cô chú anh chị. Em đo gì là 88. Cây số 14. Em giao lưu với quý cô chú anh chị, em bao ship tặng nhà cũng giá 8 triệu. Rồi em tiếp cây số 15. Số 15 cây này đẹp hết cô chú anh chị. Cây này cũng nói chung là em giao lưu không thành công. Không thành công lý do khách á. Em kêu là chuyển cọc cho em 1 triệu nhưng mà khách không có chuyển nè. Hay là sợ bên em sao em không biết nữa. Thì qua giấy thì nói chung là em bán em phải lấy cọc á. Rồi em đo như gì là 1,5 hả cô chú anh chị? Bên mình cũng mua bán 3 4 năm mà không. 3 4 năm nhưng mà không sợ qua giấy, nhiều khi bên vận chuyển nó đến nơi á, nó đến nơi thì nó phải chạy chụa tí. Nhiều khi có khách thì chấp nhận nhận, có khách thì không nhận nữa. Rồi thấy gì mình thấy mình phải lấy cọc. Rồi em đo vị trí này 52. Cũng kỹ lắm hả chị? Nhưng mà lâu kỹ. Nhưng mà nó chạy số ít thôi, chạy nhỏ vậy, nhiều khi khách khó không nhận thôi. Em đo như vậy nguyên cũ nó là 1,5 hả cô chú anh chị. Cây số 15. Cây này nó không bọng không lũa ha cô chú anh chị, khi nào bọng lũa thì em báo bọng lũa ha. Chứ bên em vận chuyển thì nói chung cũng an toàn lắm, tại bên em ship tiền cước nó nặng lắm á cô chú anh chị. Và qua giấy thì nó phải chạy chỗ ít đỉnh hay là nó gãy 121. Rồi cây số 15 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 16 triệu em bao ship tặng nhà. Em tiếp cây số 17. Cây này cây số 15 hả? 15 và cây này cây số 16. Cái này cũng là giấy Mỹ hả cô chú anh chị? Em có đọc nhầm số thì giả sử anh chị có chốt được á thì chụp hình gửi qua đi em chọn cây lại ha. Không sao đâu, em ship thì đúng cây. Rồi em đo gì là 1,5 hả cô chú anh chị? Chứ cô chú anh chị đừng có sợ em ship mà lộn cây ha. Không lộn đâu. Đúng mã số. Đã mã số là em ship đúng cây. Nhưng mà em ship đến nơi thì chắc có lẽ mấy cái mục nhỏ nó rụng nha cô chú anh chị, cũng thông cảm giúp em ha. Cái cây này nó lũa nhánh này nha cô chú anh chị, em đã xử lý keo ha. Cây này em cũng mua trong chậu nè, em rút ra này bầu đất ghim luôn. Xe tải có khoảng 400 km thì em đi bằng xe tải cho cô chú anh chị. Còn xa thì em đi bên của Viettel Post cho mấy anh chị. Xe tải là bao an toàn luôn. An toàn luôn. Rồi em đo cái gì là 60. Em đo cái thân của nó đó. Em đo cái cũ như vậy đi anh chị. Tại vì nó nằm trong cái hũ, trong cái lu á, em rút ra. Em đo vậy là có 1m6 á. Cây số 16. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 9 triệu em bao ship tặng nhà. Rồi em tiếp là cây số 17. Cũng là cây giấy Mỹ hả cô chú anh chị? Số 17. Em đo gì á, cô chú anh chị xem không gõ thì nữa Zalo của em gửi thêm trực tiếp thêm. Rồi em đo như gì là 87. Cây này nó không bọng lũa thì em không có báo bọng lũa ha. Khi nào nó bọng lũa chỗ nào thì em báo bọng lũa. Cây số 17. Rồi em đo của hoành thân của cây.
Đây em đâu ở đây. Em đâu vị trí này 69 ha anh chị. Em đâu nguyên cái củ cây của nó. Củ cây của nó em đâu như gì cũng là 1,5 m ha cô chú anh chị. Cây này nó không có bọng lũa ha. Không bọng lũa thì em báo, không bọng lũa, khi nào nó bọng lũa thì em báo. Thì em nói với anh chị ha, giả sử có chốt được bên em thì đến nơi á, em quay như gì đến nơi nó lỡ gãy 121 thì cũng nhận giúp em ha. Cây số 17. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 9 triệu. Em cũng bao ship tặng nhà. Rồi em tiếp là cây số 18. Cây này là đẹp lắm nghe cô chú anh chị. Cây này em cũng mới đem về. Chỗ em nó hơi hẹp á. Nếu anh chị xem không có gõ thì liên hệ với em. Em bổ sung thêm cho anh chị mình ha. Chỗ em là nó hơi chặt quá, xe cộ nó hơi nhiều. Rồi để em đo ha. Cây này em bao ha, em nói là không bọng không lũa ha cô chú anh chị, không thẹo luôn, không thẹo không dứt gì hết. Cây này nó cũng khoảng chắc 20 mấy năm quá à. Nghe chú đâu nói gì đâu, ông nói cũng nhớ như vậy á. Đúng rồi, cây này mua ổng cũng không bán nè, nhưng mà ổng nói giờ nó ve vô nhà quá ha. Rồi Tết nhất ổng dọn cho nó trống á. Ổng không bán nhưng mà con ổng kêu bán quá, ổng bán đại. Cây tâm quyết hả chị? Vậy chứ bán cây này đi trong vườn mình mua cũng 10 mấy triệu rồi, bán được là xài Tết rồi. Rồi em đo chiều cao của cây với chiều dài. Nó bye bye ha cô chú anh chị. Em đo gì là 1,20 m. Em đo hai cái chỗ cho cô chú anh chị như gì đi. 9,92. Cây này em nói là không bọng không lũa hết cô chú anh chị. Khi nào bọng lũa thì em báo bọng lũa. Nếu mà em đo cô chú anh chị không có hài lòng thì gọi Zalo á, rồi em gửi thêm bổ sung thêm cho cô chú anh chị mình ha. Hai lần lòng được. Rồi em đo như gì? Thôi để em đo ngay chỗ cây em hết cái đi. Em đo gì là 72. Rồi em đo xích xuống đây một tí. Tại vì cây nó hơi lớn tiền, em đo hai bên vị trí. Em đo như gì là 88. Em đo lên cái cổ túi cái này cái đi. Em đo ba vị trí cho cô chú anh chị mình dễ tham khảo. Em đo cái cổ trên này là 68 hả cô chú anh chị. Cái tay cành một là lý do là nó ve vô nhà quá, ông chủ nhà ông chặt nè. Chứ không thôi nhà em không có cắt như gì đâu. Cái này bon xe đại. Xe đại. Rồi em đo như gì là 26. Chứ nhẹ cục nạc, cây này cứng ngắt luôn. Em bao cây này em bao nha, em bao không bọng không lũa, không thẹo dít gì hết. Cái nhánh như gì là tại trong nhà vườn họ chặt chứ không phải nhà em ha. Rồi vì em xử lý lại cắt mà bây giờ nó lành, nó lành luôn nè, nó lành luôn, nó không mục quá. Ông chủ vườn ông cũng biết nuôi, ông cũng xử lý cây hết. Cây này là cây số 18 ha cô chú anh chị. Cây này thì nói chung là cô chú anh chị siêu tầm là cây qua giấy này là cây khủng này, cây số 18. Em cũng giao em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị giá 22 triệu ha. Em bao ship tặng nhà. Cây không bọng không lũa ha cô chú anh chị. Cây này nói chung là cũng khẳng cấp cây lắm nè. Em bán qua giấy cũng, nhà em bán cây lớn cũng hơi nhiều quá, mà cây này thật sự là nó đẹp luôn á. Đẹp thiệt luôn. Cây này nó quái mà nó thú thú không sao á. Là giá 22 triệu hả cô chú anh chị, em bao ship tặng nhà cho. Rồi em còn lại 2-3 cây bông dâm bụp ha. Cây này cây số 19 hả cô chú anh chị. Rồi. Thì cây này em bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình đi. Cây này không lũa không bọng nè, em báo cho nó mau đi ha. Nếu anh chị có muốn thì em gọi Zalo thêm, rồi em đo gì 50. Bỏ xuống, nó cũng lên đi. Một bàn thôi. Rồi 30-34 á cô chú anh chị. Cây cây số 19 em giao lưu với quý cô chú anh chị á, là giá 1,5 triệu đi. Để em đo cái cũ nó lại cái ha, để đo bình thăng không. Rồi rồi em đo nguyên cũ 69 giá 1,5 triệu. Rồi em tiếp cây số 20, em cũng gần, nó hơi dài của em quay hơi lẹ một tí. Rồi 65 em bán giá hữu nghị cho em còn hai cây nè.
Rồi em đo chiều như vậy là 46. Cây này nó hồi xưa nó bị lũa nhưng mà nó lành hả cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 1.500.000 luôn, em bao ship tặng nhà. Rồi em còn một cây mai chiếu thủy ha, nu mặt khỉ. Cây này nó sao nó không có duyên với anh khách nào này không biết nữa. Chiếc này em bán bằng cái giá thật sự luôn, giá 2.500.000 em báo giá trước luôn. Cây không không lũa không bọng ha. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao 32. Em đo hoành thân của cây. Em đo gì 39, em đo cái cũ của cây ha. 60 cô chú anh chị. Đây nu mặt khỉ cô chú anh chị, rất đẹp luôn. Cây số 21. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 2.500.000, em bao ship tặng nhà. Và em cũng cuối clip em chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua để ủng hộ vườn nhà em rất nhiều ha. Em chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị.